xin chào tất cả mọi người rất vui vì mọi người đã quay trở lại với chương trình radio của tích thường nghiêm như vậy là chỉ còn vài tuần nữa là đến tết cổ truyền của đất nước việt nam mọi người có nhớ nhà không ạ đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện tại khiến cho tất cả chúng ta không thể cho về việt nam để thăm quê hương và cùng một xung vầy bên gia đình cũng như người thân yêu nhỉ năm 2020 quả thật là một năm có nhiều biến động, không những ảnh hưởng riêng một quốc gia mà gần như là ảnh hưởng toàn thế giới. Có thể nói đây là một sự kiện mang tính lịch sử của nhân loại phải không mọi người? Nhìn lại một năm 2020 cũng chính là chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thầy muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong một năm qua một năm mà có quá nhiều điều để nói nhớ lại đầu năm 2020 khi thầy trở về từ Trung Quốc sau chuyến đi tham bái núi Thiên Thai cũng chính là đại dịch à, Covid 19 bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc và lan rộng sang các nước khác sau khi quay lại Nhật Bản thì thầy lại phải trở về Việt Nam để làm một số công việc Ngày thầy đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng là ngày mà à, tin tức của bệnh nhân Covid nhung nào đó à, cũng trở về nước và làm cho nhiều khu vực của Hà Nội bị cách ly. Sau sự kiện ngày hôm đó thì tâm trạng của người dân trong nước trở nên vô cùng nghiêm túc với đại dịch Covid. May mắn thay là sau khi thầy từ Việt Nam quay trở lại Nhật vào tháng 3 thì tất cả các chuyến bay ở Việt Nam sang Nhật đều bị hủy. Mặc dù bản thân đã di chuyển khá nhiều trong lúc dịch mới bùng phát, nhưng lại không bị nhiễm bệnh. Đó là một trải nghiệm à, vô cùng đáng nhớ. Sau khi thầy từ Việt Nam quay trở lại Nhật Bản, thì cũng là lúc thầy tiếp nhận công việc Phật sự. Hai chùa, chùa Hòa Lạc, Kobe và chùa Đại Nam Himeji từ sưu hình của thầy để lại. Đây là một trong những sự kiện vô cùng đáng nhớ trong năm 2020 của thầy. Thời gian đầu khi thầy vừa mới tiếp nhận công việc của hai chùa, quả thật tâm trạng của thầy có nhiều điều khó diễn tả. Mặc dù uh, bản thân đã có nhiều kinh nghiệm làm việc Phật sự trong những tổ chức, tuy nhiên cũng không tránh khỏi uh, tâm trạng nhiều sự lo lắng. Chẳng hạn như là uh, thầy nên bắt đầu từ đâu đấy, không biết uh, có ai đồng hành cùng với thầy không. Thế nhưng những câu hỏi và tâm trạng hoang mang ấy Ngay lập tức bị biến mất Tại sao? ư? Đó là một câu chuyện dài Mọi người nghe nhé Câu chuyện à, bắt đầu vào một ngày Thầy muốn dọn dẹp lại khuôn viên Của chùa Đại Nam Himeji Thầy đã đăng lên Facebook à, Với lời kêu gọi Mọi người đến chùa công quả Phụ giúp thầy Cứ tưởng là không ai đến Thế nhưng Đúng ngày, đúng giờ hôm ấy từng người từng người những người mà thầy chưa hề biết mặt chưa hề biết tên đã đến chùa và hỏi thầy cần làm gì lúc đó thầy cảm cảm động lắm mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của thầy để đến chùa công quả sau đó không chỉ vài ba người nữa mà là vài chục người cũng đã đến chùa làm công quả mặc dù ai cũng biết tình hình dịch bệnh vẫn chưa thật sự kết thúc uh Tuy nhiên khi thầy hỏi lý do gì mà mọi người lại đến chùa vậy Thì ai cũng trả lời rằng Tụi con nhớ chùa, nhớ mọi người thầy ạ à. Câu trả lời thật sự rất dễ thương phải không? À, sau đó, tuần sau và tuần sau nữa Lúc nào cũng có khoảng 6 đến 70 người Thường xuyên đến chùa công quả Sau khi dọn dẹp à, Thầy cũng đã phát động tu bổ lại và làm đại nam cho được khang trang và đẹp đẽ như là làm vườn thiện à, hoặc là lót gạch hoặc là nâng nền hoặc là xây tường bao, bao quanh khung khu viên chùa. Có một điều thú vị là có những người chưa từng xây nhà nhưng qua một vài lần trộn hồ thì liền biết xây tường. Có những người chưa từng lót gạch thì à, làm một vài Lần là có thể lót được một tấm nền đẹp như một người chuyên nghiệp vậy Thầy thường cho rằng là sau khi công quả ở chùa xong Mọi người ai cũng có thể làm được tất cả các công việc trong xã hội này luôn á <laughs> Có những lần trời mưa, mọi người nhắn tin hỏi thầy là Hôm nay trời mưa thầy có làm công quả không ạ? Thầy cho rằng làm sao thoát được ta hạ con trai? Thầy đã nhờ mọi người mua áo mưa cho tất cả rồi. Vẫn là bình thường nhá. Thật ra, áo mưa cũng chỉ là hình thức thôi. À, thầy thấy mọi người mặc vào à, trong bé như cái áo khoác. Không có tác dụng gì hết. Bao nhiêu giọt mưa đều bị dính hết. Thế nhưng mọi người ai cũng hăng say lao động. À, từ bác tài lái xe múc nè. À, hoặc là lá xe tải này, cho đến những uh, nam thanh nữ tú uh, tay không vác đá khiên gạch những hình ảnh đó khiến cho thầy vô cùng xúc động công việc tuy mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt ai cũng nở ra những nụ cười hồn mỹ hoặc là có lúc thiếu nhân lực bốc vác mọi người uh, từ già trẻ hay là nữ nhi đều phải thân chinh ra phụ khiên vác nhìn rất là thương Thầy chỉ sợ họ có tuổi Khiên vác nặng quá Là chẹo lưng thì lo lắm à, Rồi mọi việc Cũng đều hoàn thành một cách tốt đẹp Bên cạnh những Phật tử Hưởng ứng lời kêu gọi của thầy Về chùa làm công quả Thì cũng có rất là nhiều Phật tử Đã gửi tình tài cho thầy Để có chi phí tu bổ Mỗi người một ít Nhưng cũng đủ để nhà chùa trang trải cho công việc tu bổ Mặc dù công việc tu bổ vẫn còn gian dở tuy nhiên cũng đã phần nào khang trang và đẹp đẽ để chào đón quý thầy cô từ khắp nơi trên đất nước nhật bản quan lâm về chùa đại nam để làm lễ bố tác định kỳ 3 tháng một lần quý thầy cô ai cũng hoan hỷ và tán thán công quả của mọi người làm cho thầy cũng thấy vui lây không những thế quý thầy cô còn khích lệ và hỗ trợ uh, tinh thần cho thầy để có thêm năng lượng phụng sự cho cộng đồng buổi gặp gỡ đó vô cùng ý nghĩa đối với sự nghiệp làm vật sự của thầy trên đất nước nhật này còn gì nữa nhỉ à trong năm qua thầy cũng đã tổ chức à, được tết trung thu dành cho các cháu bé nhỏ nói là các cháu bé nhỏ nhưng các cậu thanh niên cũng bon chiên ham vui không kém có khoảng vài trăm người bao gồm các cháu nhỏ và người lớn đã tới chùa đại nam tham dự tết trung thu cùng với thầy hôm đó vui lắm Thầy nhớ lại à, những khuôn mặt tươi cười hớn hở của các cháu nhỏ. Có mũ lân nè, có chị Hằng nè, có chú Cụi nè. Ui, nhớ lại hình ảnh chú Cụi Bình, làm thầy vẫn còn ấn tượng. <laughs> còn gì nữa nhỉ? À, khó thu học mùa đông vào tháng 11 với chủ đề Cho con gần với Phật cũng được tổ chức và rất được các bạn trẻ hưởng ứng và tham gia. Thầy nghĩ chắc mọi người vui lắm và còn học hỏi được rất là nhiều điều từ những lời Phật dạy nữa. Cũng đã có nhiều bạn nhân dịp và đó phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới trở thành những Phật tử chính thức của Phật Phật giáo. À, đồng thời cuối năm 2020 tất cả chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị Tết dương lịch, cùng nhau quay quần bên nồi bánh trưng, bánh tét, cùng nhau đón giao thừa và cùng nhau đón Tết dương lịch có nhiều bạn đã xin về chùa trước vài ngày để cùng với thầy lo chuẩn bị Tết. Thường à, nói đến Tết là chúng ta nói đến mùa xuân, thế nhưng Tết dương lịch ở Nhật thì lại chúng vào mùa đông cơ đấy. Ôi, cái lạnh tê tái ở chùa thì không thể diễn tả được đâu. Không những thế, có hôm trời chở gió, trời à, lạnh càng thêm rét buốt nhớ lại làm thầy cảm thấy rằng là thật sự rất là thương các bạn đã về chùa trong những thời gian lúc ấy nhân đây thầy cũng xin được niềm ơn tất cả mọi người đã không ngại rất buốt để về chùa công quả những ngày trước tết giúp cho thầy và đại chúng có được những món ẩm thực truyền thống rất thơm ngon và ấm áp như vậy à, năm 2020 vừa qua quả thật có quá nhiều nhân duyên quá nhiều cảm xúc mà thầy đã nhận được từ mọi người thông qua công việc phật sự mặc dù dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp nhưng trong khó khăn chúng ta lại tìm thấy rất là nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp và đáng trân trọng phải không tất cả mọi người mong rằng cơn đại dịch sẽ nhanh chóng kết thúc và mọi người trở lại cuộc sống bình thường cho đến lúc đó mọi người nhớ hết sức giữ gìn sức khỏe và bảo trọng nhé à, thương mình cũng chính là thương người cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe chương trình radio của thích tường nghiêm hẹn mọi người ở chương trình tiếp theo nhé xin được niềm ân xin được tán thán